Xin chào mọi người đã quay trở lại với khoa học game file 101 của Bang, Bang Gaming Thì trong video trước, mình và mọi người cũng đã tìm hiểu các cái thông tin cơ bản nhất về thị trường game file Từ lịch sử hình thành này, tới tình hình hiện tại của game file như thế nào Và dự phóng tương lai ra sao Thì nếu như anh em nào mà chưa xem video đó thì mọi người có thể là dành thời gian nhé Để quay lại video đó và xem để chúng ta được nắm tình hình chung của thị trường Thì trong cái video này thì mình và mọi người sẽ cùng tìm hiểu các cái thông tin về những cái thể loại game nổi bật nhất có trong game file hiện tại là những thể loại game nào và mọi người thường và ưa chuộng những thể loại game nào Ok không để mọi người chờ đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này nhá về các thể loại game nổi bật mà có trong thị trường game file hiện tại ấy, thì chúng ta có thể ánh xạ qua những cái game mà đã có mặt ở mạng game truyền thống thì từ ánh xạ đó thị trường game file cũng có rất là nhiều tựa game được ánh xạ qua từ game truyền thống mọi người có thể nhìn thấy trên ảnh là đây là benben Bang Bang gaming đã chọn lọc ra những tựa game mà khá là nổi bật các thể loại game nổi bật nhưng mà nó không phải là tất cả nhé thì uh, có thể uh, nhìn thấy chúng ta thấy những tựa game thể loại game rất là quen thuộc như là uh, rpg này là cái role play game này hoặc là game về thẻ bài này game về đấu trường moba này game về bắn súng này game về uh, rất là nhiều loại game nữa như kiểu game về nông trại chẳng hạn thì chúng ta có thể chơi những cái trò, trò chơi về nông trại mà chúng ta có thể là có những vùng quy yên bình chẳng hạn hoặc là chúng ta chơi những trò chơi về game vận động, game thể thao, sport thì trong video này thì mình và mọi người sẽ cùng tìm hiểu các cái thông tin khá là chi tiết về từng thể loại game này nhá Ok đầu tiên là về game nhập vai này thì game nhập vai là viết tắt của từ role play game là cái game này thì được biết đến là một trong những thể loại game nhập vai rất là hấp dẫn bởi vì trong game thì người chơi sẽ được hóa thân vào các nhân vật trong thế giới ảo và người chơi sẽ liên tiếp đón nhận những thử thách ở trong game và để hoàn thành các nhiệm vụ và đồng thời thì khi mà hoàn thành nhiệm vụ thì nhân vật mọi người sẽ được nâng cấp lên và mọi người sẽ đạt từng mốc từng mốc level đó và sẽ đi hết hành trình của game và tất nhiên rồi khi mà giành chiến thắng thì anh em sẽ nhận được những phần thưởng theo từng nền tảng cảm game quy định đối với game nhập vai này thì là rất nhiều người anh em rất là ưa thích bởi vì nó mang tính là hành động khá là cao và chúng ta sẽ cần phải là sử dụng rất là nhiều kỹ năng để chúng ta có thể là vượt qua các nhiệm vụ đó được. Đối với thể loại game nhập vai thì từ trước tới nay game file đã cho ra mắt rất là nhiều game, đặc biệt là có thể kể tới như là Farland này, đời đầu hoặc là các tựa game như Miss F C, Arena. Tiếp theo là về gọi lên thẻ bài, Trading Card. Thì Trading Card này là một loại lên thẻ bài đấu thế lượt khá là phổ biến. Thì đặc biệt là trong thời gian đầu của game file ấy, thì rất nhiều tựa game đã được build theo cái chế độ là đấu theo lượt này bởi vì nó rất đơn giản và nó có cái ưu điểm là dễ tiếp cận với người chơi dễ tiếp cận với game thủ đặc biệt là game thủ từ cơ bản đến nâng cao thì họ đều có thể chơi được loại game thẻ bài này vì nó đấu theo lượt nó rất đơn giản thôi và đã có rất là nhiều game theo phong cách nha, game thẻ bài play to trên thị trường và tiêu biểu phải kể đến như là cái ông vua của game file đúng không acid infinity hoặc là một cái tựa game rất là nổi tiếng là Spiderland cũng là có cái lối chơi là đấu theo lượt thì anh em có thể tham khảo các tựa game đấu theo lượt đánh theo thể bài nhá. Thì loại game tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó chính là game về chiến thuật MOBA. Thì trong các loại game ấy thì mình về cá nhân của mình nhá thì mình sẽ ưu tiên và thích cái những tựa, những tựa game MOBA nhất bởi vì là đây một tựa game mà đấu trường trực tuyến rất là nhiều người chơi và chúng ta cần phải sử dụng rất là nhiều kỹ năng để có thể là đánh bại đối thủ và chúng ta sẽ là những người sinh tồn cuối cùng chẳng hạn. Như thế rất là hay và người chơi sẽ tham gia vào các khu vực nhất định và thi đấu dưới dạng đội nhóm hoặc là thi đấu dạng solo nếu mà đội nhóm thì chúng ta sẽ đối đầu với những đội khác và chế độ chơi cũng tương tự như thể loại à, chơi là chiến thuật theo thời gian thực nhưng mà đội nào mà phá được nhà chính hay rồi chúng ta một cách quen thuộc là phá được trụ của đối phương ấy thì chúng ta sẽ giành chiến thắng thì cái thể loại game này game chiến thuật này thì nó rất là hấp dẫn người chơi và chơi nó rất là cuốn đặc biệt là cái đồ họa của một số tựa game rất là đẹp nữa thì chúng ta chơi thì nó gần như là sát với những tựa game mà ở mạng game truyền thống đúng không ạ đối với thể loại game chiến thuật MOBA thì trong thị trường game file có rất là nhiều game theo đuổi cái thể loại game này đặc biệt điển hình như là Titan Arena này hoặc là Cipher các cái game file mà theo đuổi cái dạng chiến thuật MOBA này thể loại game tiếp theo đó là thể loại game về bắn súng thì bắn súng thì đây mình chỉ chia sẻ đó là một cái tựa game first person shooter tức là một cái thể loại game bắn súng dưới góc nhìn thứ nhất thì ngoài ra nó còn bắn súng góc nhìn thứ ba nữa và một số thể loại game bắn súng nữa thì trong cái thể loại game bắn súng như này thì người chơi sẽ sử dụng vũ khí để tiêu diệt đối thủ và giành lấy chiến thắng về cho bản thân thì thể loại game bắn súng được cho là rất là dễ chơi này và dễ tiếp cận bởi vì là nó rất là phổ biến trong ngành công nghiệp quân truyền thống và nó ánh xạ sang ngành game file thì nó cũng tương tự như vậy đối với game bắn súng thì trong thị trường game file hiện tại thì có các tựa game nổi bật như Titan Hunter này, Last Expedition, Meta Hartstreet, hoặc là Survival NFT và một số tựa game khác nữa thì anh em có thể tìm hiểu nhé. Một thể loại game nữa mà mình tin chắc là anh em cũng rất là ưa thích đó là game về nông trại, về farm đúng không? thì rất nhiều anh em thích những cái game gọi là game phải bắn nhau, phải đánh nhau và dùng rất nhiều kỹ năng. Nhưng một số anh em còn lại hoặc đặc biệt là các bạn nữ đúng không? lại rất là thích game nông trại, bởi vì game nông trại là một trong những dòng game mà được nhiều yêu thích và có khả năng gây nghiện rất là cao cho người chơi bởi vì nó phù hợp với cả nam lẫn nữ này và việc tham gia vào một thế giới sinh động nhập vai một một người nông dân rất là chăm chăm chỉ họ chỉ chăn nuôi trồng cây nuôi cá và thu hoạch ở những vùng quê yên bình mang lại một cảm giác là vô cùng thư giãn và thoải mái sau những lời làm về căng thẳng thì theo cái quan điểm cá nhân của mình thì tựa game này sẽ phù hợp với những người mà có thời gian rảnh rỗi và cũng thích những sự yên bình và thích sự trải nghiệm ở vùng quê đó là một cái điểm rất là hay của tựa game nông trại này. Đối với thể loại game nông trại thì hiện tại trên thị trường game file cũng có một số tựa game tiêu biểu như là Farmer War này, Sunflower Land, Desert Farm Game và một số tựa game khác nữa và thường họ sẽ build trên các hệ sinh thái khác nhau. Thể loại game cuối cùng mà mình chia sẻ với mọi người trong video này đó là về game về sport, về thể thao. Thì game thể thao là một loại game mà sẽ thu hút nhiều người chơi. Vốn là những người yêu thích thể thao sẵn rồi đúng không? với nhiều môn như kiểu bóng đá này, game đua xe, đua xe máy, đua xe ô tô hoặc là game chạy bộ với những cách chơi rất là đơn giản và gần như là mô phỏng cách thức thi đấu của các môn thể thao ở thực tế ở đời ngoài đời sống bình thường và hầu hết các game thể thao này sẽ yêu cầu người chơi có đam mê và có kỹ năng rất là tốt để có thể là giành chiến thắng trong game hoặc là giành chiến thắng trước đối thủ của mình đối với thể loại game thể thao này ngoài những tựa game mà mô phỏng các cái game mà ngoài đời sống thực thì họ cũng có modify tức là có thêm một số tựa game liên quan đến vận động nữa như kiểu là chạy bộ này hoặc là đạp xe này. Đối với thể loại game thể thao vận động thì hiện tại trên thị trường sẽ có một số tựa game à, tiêu biểu như là Step N là một số tựa game về mô thu ơn này hoặc là Meta Soccer hoặc là Cyber là một số tựa game liên quan đến bóng đá. Thế anh em có thể tìm hiểu nhé. Những tựa game này rất là hay. Ok anh em, vậy là trong video này thì mình và mọi người đã cùng tìm hiểu một số cái thể loại game điển hình có trong game file và được ánh xạ qua game truyền thống đúng không ạ thì nếu anh em nào mà thích thử loại game nào thì mọi người có thể comment nhé comment dưới video để mình và mọi người có thể cũng biết được là anh em thích những thể loại game nào nhất và rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ đồng hành với cái khoa học game file này và rất là mong được sự góp ý và chia sẻ của mọi người ok cảm ơn anh rất là nhiều xin chào và lại anh em trong những video tiếp theo